đấy. Xui quá. Cưng được phá bàn nè. Để pha được bán nào thì dễ tí nhỉ. Nếu mà không phải ngại không có ngại sợ. Tuân quy xuống đấy làm gì? Đi 10. Ok. Hụt rồi. Mỗi như cứt thế nhỉ? Tưởng đấy đường riêng nhỉ, hết đường mới không lý được. Ngắm đéo kỹ gì cả, còn đường đấy nhưng mà tại mình ngắm trượt đấy, là hết đường rồi. Chưa áp sát băng, áp được băng một tí nữa thì không chạm. Mẹ nó ở đấy mà. Bạn đi khoan.